tại xã Phúc Hoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, giới thiệu ngày hội Internet bà con và các bạn thân mến vào 14 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2015 tới đây, xã Phúc Hoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức ngày hội Internet tại xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển. Trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet với những ưu thế vượt trội. Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tài.